Bây giờ là tập thứ 23 của truyện dài Bố Già. Bà con mình cùng nghe tiếp nhé. Bây giờ, đầu óc của Michael chỉ có một ý định. Chiếm Apollonia làm của riêng, nhốt vào một nơi, giữ lấy mãi mãi. Một người nào khác nhìn nàng, nó cũng không chịu. Nàng vừa quay sang cười với một thằng anh, tự nhiên Michael cũng trừng mắt lên nhìn hắn thật vô lý. Hình như cả nhà này đều hiểu tâm trạng của một thằng bị sét đánh, nên họ càng yên tâm hơn. Vậy là nó khỏi buộc, khỏi tay Apollonia, ít ra cũng cho tới ngày cưới, còn sau này thế nào thì khỏi cần biết. Hôm đi Palermo mua sắm đồ, Michael cũng cắt cho nó ít bộ đồ mới, vứt bỏ cái vỏ nông dân bữa trước, trông nó ra dáng một ông trùm. Nhất định là một ông trùm có cỡ. Nó cứ sợ một bên mặt méo xẹo làm xí trai, nhưng trái lại nhìn nghiêng từ phía mặt qua càng thấy nổi bật nét điều đặn thông minh. Ở phần đất đau khổ này có mấy ai để ý đến một chút thương tật vặt vảnh đó. Có dịp nhìn gần, nhìn lâu, Michael mới nhận ra Apollonia có khuôn mặt trái xoan thật điều đặn. Đôi môi mộng bây giờ căng máu có màu gần như tím sẫm mới lạ. Nó muốn nói với nàng một đôi câu mà không dám nhắc đến tên. Mãi sau mới thốt được. Hôm trước tôi gặp cô ở chỗ vườn cam. Tôi thấy cô chạy nhưng cô không hoảng sợ lắm đấy chứ. Con nhỏ ngước nhìn lên thật nhanh và lắc đầu. Đôi mắt nó đẹp quá, đẹp tuyệt làm Michael e ngại không dám nhìn ngay. Bà mẹ bên Michael. Apollonia! Con nói với cậu ấy vài câu chuyện đi chứ. Cậu ấy đi xa biết bao nhiêu để chỉ thăm con mà. Nàng vẫn khép mắt. Những sợi mi dài như che rủ xuống thật dễ thương. Michael đưa gói quà bọc giấy vàng nhưng Apollonia chỉ cầm lấy đặt trên đùi. Ông già ngồi bên hối. Mở ra coi đi, con gái. Đôi tai vẫn nằm nguyên vị trí. Đôi tai nhỏ nhắn màu nâu. Đôi tay con nít. Bà mẹ vội đưa tay cầm gói quà và nhanh nhẩu mở. Nhưng mở rất thận trọng, không muốn làm rách tấm giấy bao. Thấy hộp nhung đỏ đựng nữ trang là bà trung trung tay ngừng lại. Cả đời đâu đã được sờ một món đồ quý giá nhường này. Mà là sao mở ra bây giờ, phải biết cách chứ. Hủy hoái một chút bà cũng mở bung ra được để cầm món đồ lên khoe. Đó là một sợi dây vàng thiệt nặng. Đúng hơn một sâu chuỗi đeo cổ làm cả nhà sững sờ. Không phải vì món đồ quá đắt giá mà thôi. Ở xứ này, một tặng phẩm bằng vàng có nghĩa một xác định thật chân thành, đứng đắn. Tặng ai một món đồ vàng hiển nhiên cho thấy ý định muốn tiến tới hôn nhân. Một cách phát biểu thật trịnh trọng khiến không ai dám cố ý ngờ vực người tặng cũng như giá trị hiển nhiên của món đồ. Bàn tay Apollonia vẫn chưa đụng đến sâu chuỗi. Bà mẹ cầm lấy giơ lên cho con gái coi, nên hàng lông mi khẽ chớp một cái và quay sang Michael, nàng khẽ nói tiếng cảm ơn. Tiếng đầu tiên nàng thốt ra với Michael giản dị là Grazie. Có một tiếng Grazie mà âm thanh rỗng rãng trong tai Michael nghe êm dịu, vuốt ve như nhung mà thẹn thò dễ thương lạ. Michael ngồi đó mà không dám nhìn ngay mặt. Đành chuyện trò với hai ông bà già cho đỡ ngượng. Nhưng thân hình Apollonia thì nó không thể không nhìn. Bộ quần áo chúa nhật nghiêm trang đâu có che nổi thịt da ngồng ngộn sức sống, mà màu da chợt ửng lên thế kia, thì phải hiểu là khó chịu vì máu chảy rậm rật, máu bốc dồn dập tô hồng đôi má. Khi Michael đứng lên từ giả cả nhà cùng đứng lên theo, lúc bắt tay từ giả, đụng chạm da thịt đầu tiên làm Michael như điện giật. Nó nắm lấy một bàn tay nhỏ ấm và nhăm nhắm. Đúng là chân tay làm ăn của con gái nhà quê. Ông bố đưa Michael trở xuống tận xe hơi và ngỏ ý mời chú Nhật tới dùng cơm. Nó gật đầu nhưng biết là sẽ nôn na gặp lại nàng ngay chứ đợi sao nổi cả một tuần dài dằn dặt. Michael không đợi được thật. Mới hôm sau, nó đã một mình lái xe đến quán cà phê ngồi ngoài sân trước nói chuyện với ông bố. Thế vậy, lão Vitelli phải cho người lên kêu vợ và con gái xuống kẹo tội nghiệp.
Dĩ nhiên lần này Apollonia đã dạn dĩ hơn, đã dám đối đáp vài ba câu chuyện. Bữa nay nàng mặc áo vải hoa sặc sỡ hàng ngày nên trông càng ngây thơ, càng hợp với màu da. Hôm sau nữa Michael lại đến, lần này nó không giấu nổi vẻ thích thú, mỉm cười nhìn Apollonia đeo sợi dây chuỗi. Nó theo nàng đi lên nhà trên và dĩ nhiên có bà mẹ phía sau. Dù chưa nắm lấy tay nhau, nhưng tránh sao nổi những động chạm nho nhỏ. Nhất là lúc Apollonia chợt té và nó đưa tay ra đỡ. Ôi chao, mới gần gũi có vậy mà Michael cảm thấy hơi người con nhỏ truyền sang từng đợt, làm nóng ran người. Lúc bấy giờ, nó đã giữ Apollonia một lúc trong vòng tay. Hai đứa đâu có thấy bà mẹ đi đằng sau cười ngoảnh ngoẻo. Con nhỏ chân nhảy lẹ như treo và khúc đường này càng ngày lên xuống quá quen. Vả lại từ hồi lẩm chẩm mới biết đi, nó có biết té là gì đâu. Michael tới điều đặn như vậy hai tuần liền, lần nào cũng có quà biếu. Apollonia hết e dè, mắc cỡ, nhưng chẳng bao giờ hai đứa có dịp chuyện trò riêng, mà luôn luôn có giám thị. Con nhỏ đúng trép gái quê. Chữ nghĩa chỉ vừa đủ biết đọc biết viết và mọi chuyện bên ngoài mù tịt, nhưng được cái ngay, cái gì cũng hăm hở muốn học hỏi. Công việc tiến hành cấp tốc đúng ý Michael, hôn lễ sẽ cử hành ngay trong vòng nửa tháng tới. Một phần vì con nhỏ như bị nó hấp dẫn lạ kỳ và một phần vì nó quá giàu, quá nhiều tiền. Rốt cuộc ông trùm Tomasino phải đứng ra lo. Tin từ Mỹ chẳng nói rõ, chớ có cản trở mà chỉ nên lo liệu sau cho khỏi có sơ hở đáng tiếc là được rồi. Ông trùm đại diện cho họ nhà trai luôn để có lý do cắt cử người bảo đảm an ninh. Dĩ nhiên họ nhà trai từ Colioni qua phải có đủ mặt, từ cựu y sĩ Taza đến hai gã chân cừu kim vệ sĩ Carlo Fabrizio. Và còn trước dâu về đâu, nếu chẳng phải về tư thất của ông y sĩ già có hàng rào tường đá bao quanh. Đám cưới là đám cưới nhà quê, bà con người làng chia nhau đứng hai bên đường liễm hoa vô mừng đám cưới, khi hai họ từ nhà thờ đi chậm chậm về nhà cô dâu. Để đáp lại thịnh tình, bà con được chia phần bánh kẹo, cả núi kẹo hạnh nhân bọc đường đúng truyền thống đám cưới Sicily. Còn bao nhiêu thứ kẹo khác mà phần thừa thải còn dùng vào việc trang điểm trắng xóa giường cô dâu đúng như phong tục tập quán. Tuy nhiên, số kẹo chỉ có tính cách tượng trưng xét vì đêm tân hôn không cử hành ở đây. Trong khi bà con còn ở lại ăn tiệc mừng tới nửa khuya, thì cô dâu chú rể đã lên chiếc Alfa Romeo dâng tốt về Colioni. Michael kinh ngạc vì cô dâu về nhà chồng sao lại có bà mẹ đẻ tò tò đi theo và còn đòi ở chung nhà. Nhưng ông bố vợ Vitali giải thích ngay, tại em nó còn con gái, nó còn nhỏ quá, nó sẽ phát hoảng nếu không có bà mẹ theo về để sáng hôm sau có thể sửa chữa những sai lầm trục trặc đêm tân hôn. Nhiều khi chuyện rắc rối tí xíu mà trở thành quan trọng thì sao? Thấy Michael căng dặn, Apollonia đã dương mắt tròn xoe lên ngó coi bộ ngờ vực lắm. Michael đành phải nhìn nó mỉm cười và gật đầu ngay. Vì vậy trên chiếc xe hoa về Colioni có cả bà mẹ vợ. Nhưng may quá, về đến nhà là bà ghé tay thầm thì dặn dò mấy người làm của bác sĩ Taza, rồi sau đó ôm hôn vỗ về cô con gái cưng là biến đâu mất. Cả một gian phòng tân hôn rộng thênh thang chỉ có vợ chồng Michael Colioni. Michael ngót cô dâu mặc nguyên bộ đồ cưới còn choàng thêm chiếc áo quàng. Mấy cái rương cưới đã được khiêng từ xe lên xếp ngay ngắn trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ có chai rượu chát và dĩa bánh cưới. Nhưng cả hai đứa nãy giờ chỉ chăm chú ngót cái giường cô dâu có màn che làm trần bên trên. Apollonia đứng ngơ ngác giữa phòng đợi anh Michael tiến tới. Lạ quá, Michael tưởng đâu cũng chỉ còn hai đứa trong phòng, nên vợ nên chồng chính thức, không còn gì cấm đoán, ngăn cản nữa. Nó phải xông tới vồ lấy khuôn mặt khổ người này ngày đêm mơ tưởng. Nhưng không phải vậy, nó tần ngần đứng đó ngó Apollonia gỡ tấm khăn tròn cô dâu khoác lên thành ghế, tháo vòng hoa đặt trên mặt bàn phấn.
cả một bàn xếp lớn những dầu thơm kem phấn Michael gửi mua từ Palermo làm cô dâu ngơ ngẩn ngó. Michael tắt đèn để con nhỏ cởi bớt đầu đỡ ngượng, nhưng qua xong cửa sổ để ngỏ, ánh trăng hắt vô rực rỡ, lộng lẫy như ánh vàng. Nora khép bớt màn cửa sổ cho phòng bớt sáng, nhưng không đến nỗi nóng bức. Thấy cô dâu vẫn đứng nguyên vị, nó mở cửa đi sang phòng tắm. Lúc này trước khi về đây, Michael đứng ở góc vườn cũng ly với chú cháu ông bác sĩ, đã thấy bọn đàn bà con gái sửa soạn đi ngủ. Nó tưởng lúc vô phòng con nhỏ hẳn đã thay đồ ngủ và không biết chừng đã núp dưới lớp mền cũng nên. Nào ngờ bà mẹ chẳng sửa soạn gì cho Apollonia hết. Không lẽ một con nhỏ ngây thơ nhút nhát như vậy lại dám chờ đợi chồng vô cởi đồ giùm? Nhất định không phải vậy. Nhưng lúc ở buồng tắm trở về phòng tân hôn, nó thấy cả phòng tối thui. Mấy cái song cửa còn mở hé cũng kéo xuống kín bưng. Michael quờ quạng bước về phía giường. Ngó mãi mới nhận ra Apollonia chui kỵ dưới lớp chăn, thu mình tuốt vô góc trong, đưa lưng ra phía ngoài. Cô bé nằm cong như con tôm cuộn lại. Trong bóng tối, Michael cởi đồ ra chui vào chăn, vươn tay ra. Nó nắm lấy cánh tay trần của con nhỏ. Nó không mặc đồ ngủ. Michael càng khoái. Nó ve vuốt cánh tay và nắm chỗ vai trần bắt nó xây lại. Con nhỏ từ từ xây mặt lại và tay Michael đụng một bộ ngực trần ấm mềm đầy đặn. Như điện giật, nó chúi ngay vào lòng làm Michael ghì cứng lấy hôn mùi mẫn đôi môi ướt. Thấy rồi, Apollonia hối hả ôm miết. Nó rên rỉ níu rõ cứng và hai đứa như gắn chặt vào nhau tưởng khó lòng gỡ nổi. Chà, em này, bảo ngang! Đêm hôm đó và những tuần kế tiếp khởi đầu cuộc sống chồng vợ đã khiến Michael hiểu thấu lý do tại sao ở một xã hội chậm tiến người ta đặt nặng vấn đề trinh tiết của con gái như vậy. Thì ra đó là giai đoạn sung sức hăm hở nhất trong cuộc sống tình dục của người đàn bà. Đứa con gái vừa bén mùi ân ái quả như một thứ trái cây vừa chín tới tuyệt diệu, và thú vị nhất là sự đam mê nhiệt tình của nó đã cho người đàn ông hưởng thụ cảm giác chúa tể. Trong những ngày ấy, Apollonia không phải là vợ nữa, mà là hiện thân nguyên vẹn của một con nữ ưng chịu làm nô lệ cho Michael. Nhưng ở địa hạt sinh hoạt gia đình, sự hiện diện của Apollonia làm tươi vui hẳn căn nhà đang khô khan những đàn ông. Bà mẹ được nàng gửi trả về ngay sáng hôm sau, và từ đó trở đi nàng nghiễm nhiên đóng vai bà chủ nhà con nít. Tối nào ông trùm Tomasino chẳng về ăn cơm nhà và giữa khu vườn âm u đầy tượng đá, cặp vợ chồng trẻ ngồi nghe ông già ta ra kể chuyện đời xưa thật thú vị. Chừng về phòng riêng là hai đứa mãi miết lo cuốn lấy nhau, làm như Michael càng ngày càng ham khẩu người tuyệt mỹ của Apollonia. Màu da đậm sánh như mật ong, cặp mắt nâu mở lớn hừng cháy nhiệt tình. Ở con người nhỏ quả có một mùi hương ngọt ngào của da của thịt vô cùng là khiêu gợi. Mà nó cũng bám cứng lấy Michael, cũng ham vui đến rã rời người, đến thiếp đi trong giấc ngủ muộn. Nhiều khi nửa đêm về sáng thật là mệt mỏi, nhưng không sao ngủ nổi. Michael ngồi tựa cửa sổ, ngó Apollonia nằm xoải chân tay ngủ thật vô tâm. Khuôn mặt bình dị, êm ả thật dễ thương. Khuôn mặt rạng rỡ, một vẻ đẹp cổ điển, độc đáo của các thánh nữ đồng trinh qua các họa phẩm tưởng tượng của mấy họa sĩ đời xưa. Tuần trăng mật đầu tiên hai đứa cũng đi chơi quanh quẩn bằng chiếc Alfa Romeo. Nhưng ông trùm Tomasino đã chỉ tay cảnh cáo Michael, vụ đám cưới đã tiết lộ hành tung của nó trong vùng này, giờ bắt buộc phải tổ chức phòng thủ chống cánh ngũ đại gia đình âm mưu thanh toán. Tòa biệt thự thêm một lớp vệ sĩ canh phòng ngoài, Carlo và Fabrizio được trút hẳn vào trong. Tốt hơn là hai vợ chồng nó đừng ló mặt ra. Để giết thì giờ, Michael bắt đầu dạy vợ tiếng Anh và tập cho Apollonia lái xe hơi, chạy vòng vòng trong khuôn viên biệt thự. Ông trùm hồi này cũng phải đi viền biệt. Một buổi tối bà già làm việc vặt trong nhà bưng lên một dĩa trái ô liu và thình lình hỏi Michael. Xin lỗi, tôi nghe mấy người ở đây nói cậu là con trai ông trùm Colioni ở Nữ Ước.
bố già Corleone phải không? Bác sĩ Taza lắc đầu than. Chết thật, đến mụ già nhà quê này cũng biết thì còn giữ bí mật quái gì. Michael thấy cử chỉ e ngại của ông cụ nhưng ngước lên thấy bà lão coi bộ thành thật, quan tâm quá, nên cũng không nỡ lắc đầu bèn hỏi lại. Bà già có biết cha tôi? Mụ Philomena da mặt nâu, nhăn nheo rúm ró hệt những hạt dẻ khô, mấy chiếc răng móng mém chìa ra ngoài. Mụ nhìn Michael mỉm cười. Mấy tháng nay mới thấy mụ cười là một. Mụ lấy ngón tay gõ gõ lên đầu. Bố già đã cứu sống tôi một lần và cứu cả linh hồn tôi nữa. Biết mụ có chuyện gì muốn kể, Michael tươi cười tỏ ý khuyến khích. Câu hỏi đầu tiên của mụ là cả một sự sợ sệt. Cậu ơi, có thật Luca Brasi chết rồi phải không? Michael gật đầu và để ý thấy mụ bình thản thư thái hẳn. Mụ vừa làm dấu vừa hỏi. Chúa tha tội cho con. Nhưng linh hồn hắn sinh bắt đỏ này muôn kiếp nơi quả ngục. Tự nhiên Michael nhớ ra bí mật ghê gớm của Luca Brasi ngày nào. Nó có linh tính mụ già phải biết rõ câu chuyện mà chính nó gặng hỏi mấy lần, mà Hagen và Sony nhất định giấu. Nó biểu mụ ngồi trồi trót mời ly rượu chát từ tốn nói. Bà già kể cho tôi nghe chuyện ông già tôi và Luca Brasi hồi đó đi, tôi chỉ nghe nói có một phần. Không hiểu do đâu hai người đi đến chỗ quen biết và lý do nào Luca Brasi lại tận tụy với ông đến như thế. Bà già cứ kể đi đừng sợ. Khuôn mặt nhăn nheo của mụ Philomena, cặp mắt đen thẳm như hai trái nho đen quay sang ông trùm Tomasino, cố ý chờ một cái gật đầu. Ông trùm phải se sẻ gật mụ mới dám mang đầu đuôi câu chuyện năm xưa ra kể. Khoảng 30 năm về trước, ở khu đông dân Ý, đại lộ số 10, Nữ Ước có một cô mụ tên là Philomena. Dù chỉ là cô mụ vườn nhưng nhờ đám chị em hàng xóm đẻ sòn sòn nên làm ăn khá, còn kinh nghiệm nghề nghiệp, thì nhiều vụ sanh khó còn chỉ vẽ cho mấy ông bác sĩ là chuyện thường. Cô mụ Philomena có chồng mở tiệm chạp phô buôn bán rất phát đạt, vợ chồng làm ăn như vậy ai ngờ sau này. Hắn phải chết khổ sở ở quê nhà chỉ vì máu đen đỏ, làm ăn không chịu dành dụm cứ dư đồng nào là vô sòng bài đòi bốc lớn. Vả lại, cũng vì xui xẻo gặp một vụ ghê gớm nên mới ra nông nổi. Chẳng là vào đêm định mạng đó, đã khuya lắm, người làm ăn ai cũng ngon giấc lâu rồi, chợt có tiếng gõ cửa nhà của cô mụ Philomena. Dù có người kêu cửa khuya khoắt thật, nhưng cô mụ quen nghề quá, đâu có sợ gì, bọn tí nhau chẳng ưa bảo nhau. Chọn những giờ thanh vắng nhất này để chui ra chỗ an toàn sao? Nhưng đêm hôm đó, mặc quần áo đàng hoàng chạy ra mở cửa, thì cô mụ hồng vía lên mây. Vì người gọi cửa tưởng ai, hóa ra ông Luca Brasi. Năm đó nó đã hung thần lừng danh và có nghe nói vợ con gì đâu. Nửa đêm kêu cửa. Nếu chẳng phải mời cô mụ đi đỡ đẻ cho vợ thì đúng là nó muốn mời chồng cô mụ xuống âm phủ rồi. Muốn giết là ông Luca Brasi giết, chứ đâu cần phải gây chuyện to tát. Cô mụ Philomena sợ muốn chết ngất thì ông Luca Brasi ấp úng cho hay, muốn mời đi sanh giùm một sản phụ. Ở cách đây hơi xa, mà phải đi. Có xe sẵn, đi liền. Châu ôi biết thế mà cô mụ vẫn run rẩy chân tay vì tướng tá nó ngày thường đã quá ghê rợn, mà đặc biệt khuya nay khuôn mặt Luca Brasi lầm lầm ác sát, rõ ràng sắp sửa giết người đến nơi, làm sao dám đi, viện đủ mọi cớ, nhưng nó trợn trừng nhìn và tra cả sắp giấy bạc, là phải triêu ríu đi theo. Trước cửa có chiếc Ford chờ sẵn, thằng lái xe cũng gần gần một cỡ Luca. Nửa giờ sau xe ngừng trước một căn nhà lầu tồi tàn bên Long Island, chỗ dốc cầu. Căn nhà có dễ hai gia đình ở vừa, nhưng chắc bọn chúng mướn làm xào huyệt, vì bên trong nhà bếp mấy thằng mặt mày hung tợn đang tụ tập nhau đánh bài nhậu nhẹt. Cô mụ Philomena được đưa lên lầu dẫn vô một phòng ngủ. Giữa giường có một con bé người Ái Nhĩ Lan rất trẻ rất xinh, mặt nốt trát phấn. Mớ tóc không đỏ và dĩ nhiên bụng cao vượt mặt. Con bé có vẻ hốt hoảng, vừa thấy mặt Luca Brasi, nó vội quay đi làm như không dám mở mắt nhìn thần chết vậy.
Cô mụ cũng hết hồn vì từ ngày cha sanh mẹ đẻ, chưa thầy thấy một khuôn mặt hắc ám hận thù bốc lên ngùng ngục thế này bao giờ. Không hiểu có chuyện gì kinh khủng vậy. Luca Brasi quay ngoắt ra để cô mụ bắt tay vào việc. Có hai thằng cô hồn phụ giúp, con nhỏ sanh cực nhọc, cho ra đời được một bé gái thì mệt thiếp đi ngủ vùi. Cô mụ bèn nhờ một thằng xuống kêu Luca lên. Sau khi quán tả cho đứa hài nhi, bèn bồng nó lên đưa tận tay. Nếu ông là cha đứa nhỏ thì à, tiểu thư đây, ông bồng đi, công việc của tôi thấy là xong. Luca trợn mắt ngó, mặt hầm hầm cực kỳ hung ác. Phải, tôi là cha, nhưng tôi không muốn thấy cái dòng giống ti tiện đó. Mang xuống nhà dưới, để cha nó vô lò sưởi cho tôi. Ôi, cô mụ Philomena cứ tưởng nghe lầm. Cái gì mà dòng giống ti tiện? Bộ con mẹ hư hỏng đốn mặt lắm sao? Hay nó là gái làng chơi thứ hạ tiện nhất? Một đứa con rứt ruột đẻ ra đâu có lẽ nào thấy cha nó vô lò sưởi cho rồi. Chắc thằng bố giận dữ, bực bội nên chửi bậy hay nói lại vậy thôi. Chứ con người mà, ai dám làm cái chuyện bất nhân ác đức ghê tởm đến cùng độ như vậy? Ai dám thủ tiêu một mạng người, một đứa hài nhi vô tội như thế? Vì nghĩ vậy, cô mụ Philomena trao tay Luca Brasi đứa trẻ sơ sinh và còn nói, đây, con ông đây, ông muốn làm gì thì làm. Đứa nhỏ được bọc cẩn thận trong tấm màn tưởng đâu không tưng tiêu, nó cũng phải đón lấy. Nào ngờ nó hất mạnh một cái trả lại làm đánh bịch một phát giữa ngực cô mụ. Con mẹ đang thiêm thiếp ngủ sực tỉnh quay mặt ra. Nó cất tiếng yếu ớt trên rỉ. Anh Luca Brasi. Luca Brasi quay phát lại. Hai đứa nhìn nhau gồm gồm lặng lẽ. Dường như chúng sẵn sàng xông tới cắn xé nhau cho hả nổi căm hận chất chứa từ lâu lắm. Cả hai đứa cùng chẳng người chút nào. Rõ ra hai con thú điên thú vật nhất, ghê tởm nhất. Làm như cả hai đứa oán hận nhau đến cực độ, hận không xé nát được nhau ngay tức khắc. Chúng không còn để ý tới một cái gì, kể cả đứa nhỏ vừa ra đời, mà chỉ trừng trừng nhìn nhau, cái điệu ăn tươi nuốt sống. Có lẽ hai đứa từng yêu đương, từng ăn ở với nhau mặn nồng lắm, nhưng lâm cảnh ngộ cực kỳ cay đắng, thống thiết lắm mấy thù oán chồng chất bừng bừng. Không còn sót mảy may nhân tính, một cảnh ngang trái lặm quá nặng rồi, chỉ còn có chết. Luca Brasi quay lại gằn giọng, tao biểu làm gì cứ làm đúng vậy, tiền bạc muốn bao nhiêu cũng có hết. Ôi, vậy là nó làm thật. Cô mụ Philomena sợ đứng tim, sợ cứng họng, đành lắc đầu và trung trị ấp úng. Tôi không dám, muốn làm thì ông làm đi, ông là cha nó, đừng có bắt tôi. Nó không nói không rằng, rút phát con dao găm trong người ra. Không làm, tao cắt cổ. Kinh hại quá độ, Philomena còn biết gì đâu. Chẳng nhớ lúc bấy giờ nó làm gì, mà sau đó mình làm gì cũng không biết. Hồn vía bay đi đâu hết. Chỉ nhớ lát sau lúc bình tĩnh trở lại được thì đã đứng ở nhà dưới. Ở tầng hầm từ hồi nào mà trước mặt có cái lò lớn bằng sắt vuông vắn. Coi lại thì tay vẫn bồng đứa nhỏ và nó vẫn nằm nguyên, nằm nín lặng trong chăn. Phải chi nó khóc ré lên một phát hay nhanh trí bấm cho nó một vài cái, để nó qué lên thì không chừng hung thần dám đổi ý. Phải có thằng cô hồn nào mở cửa lò vì phía trong lò chợt đỏ rực, lửa hừng hực bốc. Còn mình, Luca Brasi và cô mụ ở lại gian nhà hầm chằng chịt những ống hơi nước nóng đẩy và khát ngạt đến khó thở. Nó lại rút con dao lúc nãy ra và cứa cổ, thì chắc chắn nó sẽ cứa ngay lập tức, không ngần ngại. Ánh lửa đỏ, trong mắt nó còn đỏ hơn. Nó bây giờ là quỷ sứ chứ đâu phải người. Nó đẩy cô mụ tới sát cửa lò. Đến đây, mụ Philomena lặng thinh. Mụ chắp tay lại, kẹp vào đùi, đưa mắt ngó Michael. Nó hiểu đã đến chỗ mụ không thể kể bằng lời, nên mau mắn cất tiếng. Trời ạ, bà già có làm không? Mụ gật đầu, mắt nhắm lại. Nó phải rót thêm ly rượu nữa. Mụ làm dấu thánh lẩm bẩm cầu kinh một hồi mới kể tiếp. Sau đó cô mụ được một bó bạc và có người đưa xe về tận nhà. Chẳng ai dặn, chẳng ai dọa một câu mà dư biết là lộ chuyện này ra chắc chắn sẽ bị cắt cổ gấp. Nhưng hai ngày sau đó, có tin Luca Brasi thịt luôn sản phụ và bị bắt ngay. Kinh hoàng đến độ ăn ngủ không được,
Philomena đành phải chạy tới bố già kể lại đầu đuôi nội vụ. Hồi đó, Luca Brasi đâu đã về đầu quân với ông Trùm Colioni. Nhưng ông biểu đừng sợ, cấm nói qua nói lại, ông sẽ có cách thu xếp đâu vô đó giùm cho. In hình, bố già chưa làm được gì thì đã có tin Luca Brasi tự sát trong xà lim. Nó lấy mảnh thủy tinh cứa đứt cổ và được chở cấp tốc vô bệnh xá của nhà lao. Nằm một thời gian, điều trị lành vết thương thì ông Trùm Colioni cũng vừa lo lót, vận động xong. Vì cảnh sát không tìm ra đủ yếu tố buộc tội, nên ra tòa Luca Brasi được tha bổng. Dù kính sợ ông Trùm, dù ông bảo đảm sẽ không có chuyện lâu thôi rắc rối với Luca Brasi và cảnh sát, nhưng cô mụ Philomena vẫn lo sợ đến bỏ cả việc làm, sợ đến nỗi không dám ở lại đất Mỹ nữa. Phải bắt chồng sang cửa tiệm chạp phô gấp để hai vợ chồng cùng trở về quê nhà làm ăn. Thà là nhịn đói cùng về. Được cái ông chồng cũng hiểu và cũng cảm thông với vợ ở chỗ. Cứ nghĩ tới chuyện đó là trung bần bật. Không thể làm bất cứ chuyện gì huống hồ là đỡ đẻ. Nhưng sau này về Sicily, hắn đâm máu, mê cờ bạc, đốt sạch số tiền chắc chiêu từ Mỹ mang về đến độ phải chết trong nghèo khổ. Từ ngày chồng chết thì vợ sa sút, bắt đầu đi ở đợ. Kể xong câu chuyện, mụ Philomena uống thêm ly rượu nữa và nói với Michael. Cậu thấy bố già cứu tôi như thế nào chưa? Nếu không tôi sống sao nổi với Brazil. Hồi sau này, mỗi lần tôi hỏi xin tiền ổng đều gửi về cho. Tội nghiệp ổng bị nạn, nhưng có điều à, cậu yên chí đi. Người như vậy đó, trời có hại bao giờ. Đêm nào lúc cầu kinh đi ngủ, tôi chẳng cầu nguyện cho bố già. Lúc mụ đi khuất, Michael hỏi ông Trùm, Tomasino, liệu bà già ấy có nói thiệt không? Tomasino gật đầu, phải vậy chứ. Chuyện phải như thế thì tụi nó mới giữ kín không cho Michael biết, và phải vậy mới đúng chất Luca Brasi. Sáng hôm sau, Michael tính gặp ông Trùm để bàn bạc công chuyện mới hay từ hồi tinh mơ. Tomasino đã phải lên Palermo gấp, có tin rất khẩn do liên lạc viên đích thân mang tới. Buổi chiều tối vừa về đến nhà, lão đã gọi riêng Michael ra cho hay. Liên lạc viên từ Mỹ qua cho hay tin, một tin dữ. Tôi không muốn cho cậu hay chút nào, nhưng bắt buộc phải làm. Santino Colioni vừa bị chúng bắn chết. Michael tỉnh giấc lúc ánh nắng ban mai chan hòa đầy phòng. Ánh nắng Sicily nhạt màu vỏ chanh. Nó cựa mình và cảm thấy thân hình ấm dịu như lụa nõn nà của Apollonia. Chỉ một đụng chạm nhỏ cũng đủ để hai đứa lại quấn vào nhau. Vợ chồng ăn ở với nhau cả mấy tháng nó vẫn còn ham. Con nhỏ tuyệt diệu hơn bao giờ hết và sốt sắng thật tình. Khi nó đi sang phòng tắm mặc quần áo, Michael vẫn để mình trần nằm trên giường phơi nắng cho khoái và đốt điếu thuốc. Bữa nay là bữa cuối cùng còn được nằm trên giường này, phòng này, nhà này. Ông Trùm đã lo kiếm cho nó một nơi để dọn nhà gấp cho an toàn. Ở Tuốt Lốt, một thị trấn bờ biển phía nam Sicily, như hai đứa bàn tính, Apollonia đã có triệu chứng mang bầu nên muốn về nhà chơi vài tuần. Chừng về thì nó sẽ về thẳng nhà mới. Hồi hôm nó đi ngủ rồi, Michael còn nói chuyện thật khuya với ông Trùm ngoài vườn. Tomasino nói thẳng, hồi nào lão vừa mệt mỏi vì công chuyện riêng vừa lo rầu cho vấn đề an ninh của Michael. Từ hồi cậu lấy vợ là lậu tung tích, không hiểu sao ông Trùm không có chỉ thị sang cho cậu tìm ngay một chỗ nào khác. Tình hình này là phải coi chừng, còn tôi vẫn gặp nhiều chuyện bực mình, chỉ vì mấy thằng tranh ngoài Palermo. Tôi đâu phải người ham ăn tiếp của. Tôi cũng đã đề nghị cho chúng liếm lắp thêm khá nhiều, nhiều hơn giá trị thực của chúng nữa kìa. Nhưng bọn chúng tham kỳ lạ, muốn nuốt hết, nuốt luôn cả thằng tôi. Cho cậu hay là chúng đã chơi lén tôi tới mấy lần, nhưng dễ gì hạ nổi thằng già này. Thằng già này mà dễ chơi đến thế sao? Chúng phải mở mắt chứ, mà xét ra cũng chẳng đi đến đâu. Vì mấy thằng tranh quả thật ngu ngốc, thằng nào cũng lớn họng đòi ăn nhiều ăn trọn. Chẳng thể nói chuyện phải quấy. Lúc bấy giờ, Tomasino đã dặn sáng mai lão phải đi sớm, khỏi cần từ biệt. Sáng mai hai thằng Carlo và Fabrizio sẽ cùng đi với Michael xuống dưới đó. Tụi nó ngồi băng sau chiếc Alfa Romeo. Lão cho Michael mượn luôn hai thằng làm vệ sĩ và còn căn dặn chớ có từ biệt hay tiết lộ chuyện gì với ông già ta ra.
vì buổi chiều ông đi làm Palermo, dám hứng chí nói vung lên thì mệt lắm. Về vụ ông trùm hồi này phải lo phòng thủ giữ, làm gì Michael không biết. Ít lâu nay đêm nào chẳng phải cử máy toán từng tiểu quanh nhà. Ban ngày lúc nào chẳng có mấy thằng thủ hạ thân tính. Sách Lupara đứng dài dài trong biệt thự. Mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà là Tomasino đều có bạn đàn em vũ trang hẳn hoi theo hộ tống. Còn thằng cận vệ tốt nhất luôn luôn đeo theo lão như bóng với hình. Tập thứ 23 đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 24.